kết nghĩa. Quê anh là đồng bằng châu thổ, sông Thái Bình năm tháng đậm phù sa. Anh sẽ đưa em về với Thanh Hà, ăn vải Quý Tâm ngày xưa cùng tiến, bánh hai Ninh Giang, bánh đậu rồng vàng, hương vị quê hương còn thơm cùng năm tháng. Anh sẽ đưa em về sao đỏ Chí Linh, tháng tám em đi hồi đền kiếp bạc, tháng riêng về vui hội Côn Sơn. Quê anh đó có bao điều mới lạ, văn hoa ngàn năm mảnh đất thành đông. Anh sẽ đón em đi với tất cả tất cả.